Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 26 tháng 5 năm 2023. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam, dắt qua Bắc Trung Bộ, hoạt động ổn định. Trường gió Tây Nam có cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc và lấn về phía Tây. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, ngoài khơi sóng cao từ 1 đến 2 m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m30 xuất hiện lúc 8h30 ngày 26 tháng 5, thấp nhất âm 1m45 xuất hiện lúc 2h ngày 26 tháng 5. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m61 xuất hiện lúc 22 giờ ngày 25 tháng 5, thấp nhất 0m51 xuất hiện lúc 10 giờ ngày 26 tháng 5. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.